năm 2021 dương lịch ngày rất tốt, cực xấu và rất xấu. Chào các bạn. FNL Vận Mệnh và Nhân Sinh xin trân trọng gửi tới các bạn thông tin do FNL siêu tầm và tổng hợp về 5 ngày rất tốt, 2 ngày cực xấu và 4 ngày rất xấu trong tháng 7 năm 2021 dương lịch. Ngày rất tốt ngày 17 tháng 7 năm 2021 tức ngày 8 tháng 6 âm lịch, ngày Bính Dần tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo trực nguy. Ngày Bính Dần tức chi sinh can mộc hỏa, là ngày cát nghĩa nhật, nạp âm lộ trung hỏa kỵ tuổi canh thân nhâm thân. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dần lục hợp hợi tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dầu. Giờ hoàng đạo, tí từ 23 giờ đến 1 giờ, sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, tị từ 9 giờ đến 11 giờ, mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ hắc đạo Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt thiên quý tốt mọi việc, thiên tài trùng ngày, Kim Quỹ Hoàng đạo tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, ngũ phú. Tốt mọi việc, hoạt điệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương sao xấu, tuổi chỉ, xấu với tế tự kiện cáo, thổ cầm kỵ xây dựng an táng, ly sàng. Kỵ giá thú việc nên làm, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi, tốt nhất là xây cất cưới gả, chôn cất chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống việc kiêng kỵ, xuất hành đường thủy. Không nên sửa bếp, sẽ bị hỏa tai, không nên tế tự quỷ thần không bình thường. Ngày 18 tháng 7 năm 2021 tức ngày 9 tháng 6 âm lịch, ngày Đinh Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, là ngày Kim Đường Hoàng Đạo trực thành. Ngày Đinh Mão tức chi sinh can mộc hỏa, là ngày cát nghĩa nhật, nạp âm lô trung hòa kỵ tuổi Tân Dậu Quý Dậu. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi Quý Dậu. Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp tất tam hợp mùi và hợi thành mộc cục xung dậu, hình tí, hại thìn, phá ngọ tuyệt thân. Giờ hoàng đạo tí từ 23 giờ đến 1 giờ, Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ hắc đạo sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, tị từ 9 giờ đến 11 giờ, thân từ 15 giờ đến 17 giờ, tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt thiên hỷ trực thành tốt mọi việc, nhất là hôn thú thiên quý tốt mọi việc, địa tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, kính tâm. Tốt đối với tang lễ tam hợp tốt mọi việc, mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, hoàng ân tốt mọi việc, kim đường, hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu thiên ngục xấu mọi việc, thiên hòa xấu về lợp nhà cô thần, xấu với giá thú, lỗ ban sát kỵ khởi tạo. Việc nên làm tạo tác xây dựng, nhập học làm lễ cầu thân, cưới gã kết hôn, thuê người, nộp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, lập khế ước. Giao dịch cho vay, thu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động thổ, san nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, dựng xây, kho vựa, làm hay sửa chữa phòng bếp. Thờ phụng táo thần, lắp đặt máy móc hay các loại máy. Gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước cầu thầy chữa bệnh, mua gia súc các việc trong vụ chăn nuôi, làm hoặc sửa tàu thuyền. Khai trương tàu thuyền, vẽ tranh tu sửa cây cối. Việc kiêng kỵ kiện tụng tranh chấp.
ngày 20 tháng 7 năm 2021 tức ngày 11 tháng 6 âm lịch, ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo trực khai. Ngày Kỷ Tỵ tức chi sinh can hỏa thổ, là ngày Cát Nghĩa Nhật, nạp âm Đại Lâm Mộc Kỵ tuổi Quý Hợi Đinh Hợi. Ngày thuộc hành Mộc khắc hành thổ, đặc biệt tuổi Tân Mùi Kỷ Dậu Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục xung hợi, hình thân hại dần phá thân tuyệt tí. Giờ hoàng đạo Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Sao tốt thiên đức hợp tốt mọi việc, nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng, sinh khí trực khai tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ. Trồng cây thiên thành, ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc. Phúc sinh tốt mọi việc, dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương. Đại hồng sa tốt mọi việc. Ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu thiên tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch khai trương. Nguyệt yếm đại hỏa xấu đối với xuất hành, giá thú. Trùng tang kỵ giá thú an táng. Khởi công xây nhà, việc nên làm, xuất hành, đi tàu thuyền, khởi tạo, động thổ, san nền đắp nền, dựng xây kho vừa. Làm hay sửa phòng bếp thờ cúng táo thần, đóng giường lót giường, may áo, lắp đặt cỗ máy dệt hay các loại máy, cấy lúa, gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, các việc trong vụ chăn nuôi, mở thông hào rãnh, cầu thầy chữa bệnh, bốc thuốc, uống thuốc, mua trâu, làm rượu, nhập học. Học kỹ nghệ, vẽ tranh, tu sửa cây cối. Việc kiêng kỵ, chôn cất. Ngày 25 tháng 7 năm 2021 tức ngày 16 tháng 6 âm lịch, ngày Giáp Tuất tháng Ất Mùi năm Tân Sửu, là ngày Thanh Long Hoàng Đạo trực bình. Giáp Tuất tức can khắc chi mộc thổ, là ngày Cát Trung Bình chế nhật. Nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỵ tuổi Mậu Thìn Canh Thìn. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi Nhâm Thân. Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi tuyệt Thìn. Tam sát kỵ mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi. Giờ hoàng đạo Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc đạo Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Sao tốt bất tương tốt cho việc cưới, thiên đức tốt mọi việc, nguyệt đức tốt mọi việc, thiên xá tốt cho tế tử, giải oan trừ được các sao xấu, chỉ kiêng kỵ động thổ. Nếu gặp trực khai thì rất tốt, tức là ngày thiên xá gặp sinh khí. Nguyệt giải tốt mọi việc, yếu yên thiên quý tốt mọi việc, nhất là giá thú. Thanh long hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu tiểu hao, xấu về kinh doanh, cầu tài. Nguyệt hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Băng tiêu ngọa hãm, xấu mọi việc. Hà khôi, kỵ khởi công xây nhà cửa. Cầu rảo, xấu mọi việc. Sát chủ, xấu mọi việc. Quỷ khốc xấu với tế tự mai táng. Việc nên làm tạo tác nhiều việc tốt, như xây cất chỗ cửa, dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức nhập học đi thuyền, nhập vào kho đặt táng, gắn cửa kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm như bồi bùn đắp đất.
lót đá, xây bờ kè. Việc kiêng kỵ, lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp các vụ làm cho khuyết thủng như đào mương, móc giếng, xả nước. Ngày 16 tháng 6 âm lịch là ngày sát chủ âm kỷ về mai táng tu sửa mộ phần. Ngày 26 tháng 7 năm 2021 tức ngày 17 tháng 6 âm lịch ngày Ất Hợi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu là ngày minh đường hoàng đạo. Trực định Ất Hợi tức chi sinh can thủy mộc là ngày cát nghĩa nhật. Nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi kỷ tỵ tân tỵ. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt tuổi quý dậu. Ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Giờ hoàng đạo, sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo tí từ 23 giờ đến 1 giờ, dần từ 3 giờ đến 5 giờ, mão từ 5 giờ đến 7 giờ, tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Sao tốt nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch. Âm đức tốt mọi việc, mãn đức tinh tốt mọi việc, tam hợp tốt mọi việc, minh đường, hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu, đại hao tử khí quan phú, xấu mọi việc. Nhân cách xấu đối với giá thú, khởi tạo. Lôi công, xấu với xây dựng nhà cửa. Việc nên làm. Khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, động thổ, san nền, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp. Lắp đặt máy móc che mái dựng hiên, chỗ cửa dựng cửa. Cưới gả chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất cắt áo, làm thủy lợi. Nhập học làm lễ cầu thân, nộp đơn dâng sớ, khởi công làm lò. Việc kiêng kỵ, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Gieo trồng, mua nuôi thêm súc vật. Ngày cực xấu, ngày 16 tháng 7 năm 2021, tức ngày 7 tháng 6 âm lịch là ngày chu tức hắc đạo trực phá, là ngày tam nương xấu. Kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Ngày 27 tháng 7 năm 2021 tức ngày 18 tháng 6 âm là ngày thiên hình hắc đạo trực chấp. Đây cũng là ngày tam nương xấu. Kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Ngày rất xấu. Ngày 3 tháng 7 năm 2021 tức ngày 24 tháng 5 âm lịch là ngày kim quỹ hoàng đạo trực phá, ngày thọ tử trăm sự đều kỳ. Ngày 10 tháng 7 năm 2021 tức ngày 1 tháng 6 âm lịch là ngày nguyên vũ hắc đạo trực kiến. Ngày 28 tháng 7 năm 2021 tức ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày chu tức hắc đạo trực phá. Ngày 31 tháng 7 năm 2021 tức ngày 22 tháng 6 âm lịch là ngày bạch hổ hắc đạo trực thu, là ngày tam nương xấu. Kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Đây là ngày sát chủ dương. Kỵ xây dựng, cưới gả, buôn bán, nhận việc đầu tư, mua bán nhà. Với những ngày cực xấu và rất xấu, chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. Trên đây là tổng hợp các ngày rất tốt, cực xấu và rất xấu trong tháng 7 năm 2021 dương lịch. Kết quả này được phân tích tổng hợp trên nhiều tài liệu xem ngày khác nhau. Quý bạn có thể tham khảo dùng cho các việc quan trọng. Cổ nhân nói năm tốt không bằng ngày tốt không bằng giờ tốt. Trong xem ngày phải có phép quyền biến, tức là tùy sự việc mà chọn ngày cho phù hợp. SNL xin kính chúc các bạn may mắn, vạn sự hanh thông. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy thích chia sẻ và đăng ký kênh SNL để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lưu ý,
Thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.